Chọn một mái lót phù hợp cho bạn gái tưởng chừng như đơn giản, nhưng nếu chọn không đúng hay không thích hợp với bản thân thì dẫn đến những sự cố không đáng có trong sinh hoạt hàng ngày. Chọn quần áo lót cho bạn gái thì dễ dàng hơn nếu bạn biết được kích thước và số đo của cơ thể mình, hiểu được cơ thể mình muốn gì và nhu cầu về thời trang của mình ra sao sẽ giúp ích cho việc chọn đồ lót rất nhiều. Biết được kích thước của bản thân thôi thì vẫn chưa đủ. Bạn nên tìm hiểu về số đo của từng nhãn hiệu. Nếu bạn muốn mua mỗi nhãn hiệu một vài cái để sử dụng thì nên tìm hiểu kỹ về điều này. Vì mỗi nhãn hiệu sẽ có một cách đo và một kích thước khác nhau. Bạn mặc size của nhãn hiệu này không đồng nghĩa bạn cũng mặc size của nhãn hiệu khác. Vì vậy sẽ không tốn quá nhiều thời gian nếu bạn chỉ chọn cho mình một nhãn hiệu để sử dụng lâu dài, sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho mình nhé. Tránh mặc những chiếc quần lót quá chặt sẽ làm máu lưu thông không tốt và dễ gây ra những bệnh lý về da do bị gò bó và không thông thoáng. Chọn những chất liệu vải tốt, mềm mại, không gây kích ứng da và là sử dụng được lâu dài. Trong trường hợp này, đồ lót cô tông là lựa chọn thích hợp, nhưng cô tông 100% sẽ mau giãn và dễ rách nên phải biết kết hợp chất liệu cô tông và vải tổng hợp sẽ làm cho quần lót được sử dụng lâu dài hơn và bền đẹp hơn. Các bạn gái hãy lưu lại cách chọn quần lót qua trang web thời trang 12h.com để làm cẩm nang sinh hoạt hàng ngày nhé.